chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Bùi Kim Sinh mắc thoái hóa đốt sống cổ, đau cổ vai gáy. Thoái hóa cột sống cổ, đây là quá trình bệnh lý ở các đốt sống cổ, bắt đầu bằng những hiện tượng hư khớp ở các diện đốt sống, đĩa đệm đốt, tới các bao hoạt dịch, dây chằng, dần dần về sau xuất hiện hiện tượng thoái hóa các đốt sống, gây đau vùng cổ, nhất là khi vận động vùng cổ. Thoái hóa cột sống cổ là bệnh lý mạn tính khá phổ biến, tiến triển chậm, có thể gặp thoái hóa ở bất kỳ đoạn nào, đoạn C5, C6, C7 là thường gặp nhất. Nguyên nhân bệnh thoái hóa cột sống cổ, hoạt động sai tư thế là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra thoái hóa đốt sống cổ. Làm việc kéo dài ở một tư thế, ít vận động là những nguyên nhân chính gây bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Những công việc phải cúi, ngửa nhiều, mang vác nặng trên đầu hay ngồi trước màn hình vi tính quá lâu cũng là nguyên nhân gây thoái hóa cột sống. Đặc biệt, những công việc phải sử dụng máy tính nhiều, ít vận động là một trong những nguyên nhân gây ra thoái hóa đốt sống cổ, vôi hóa cột sống, gai cột sống. Nhất là khi làm việc, vị trí đặt tay, trên bàn làm việc hay đối với máy tính quá cao hoặc quá thấp. Vùng cổ và vùng gáy khi đó không được thường xuyên cử động hoặc chỉ giữ nguyên một tư thế, thường xuyên nhìn lên rồi lại nhìn xuống, vị trí ngồi quá thấp so với bàn làm việc. Ngoài ra, nguyên nhân thoái hóa đốt sống cổ còn có thể là do chế độ dinh dưỡng, ăn uống thiếu chất, sụt giảm hàm lượng canxi, vitamin, magie hoặc thói quen sinh hoạt, cúi hoặc ngửa cổ quá nhiều, mang vác vật nặng trên vai hoặc cổ khi làm việc, kê gối quá cao khi ngủ, lạm dụng bia rượu, thuốc lá. Thưa quý vị, phương pháp cấy chỉ cắt hút trong điều trị các bệnh lý về xương khớp đã và đang được nhiều bệnh nhân tin tưởng điều trị bởi đây là một phương pháp hoàn toàn không sử dụng thuốc, không phẫu thuật gây đau đớn, ít biến chứng, mang lại hiệu quả điều trị lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470. Để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.